chạy đi sạc pin xong rồi mình quay tiếp video các bạn ạ. À, hết pin các bạn ạ. Nào mình thử mic bên phải này. À, cái tay đen này sẽ mình lắp cho bên phải này. Alo 567. Alo. Alo. Bật tay lại phát. Alo 567. À, lúc máy gửi đến lý do vì sao là nó nhỏ tí là bởi vì là khách báo là vặn cái gain ở trên này xuống, vặn tịt luôn cái gain ở trên này xuống cho nên là tiếng nó tối um các bạn ạ. Và mình đã chỉnh cái gain này lên để chúng ta có thể test thử máy. Rồi, bây giờ tiếng ok rồi. Alo, 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 567, alo, 67, alo, 67. Và bây giờ mình tắt thử từng tay nha. Nè, tắt này. Đó, êm ru. Nè, tắt tay thứ hai này. Đó, êm ru. Vậy là chúng ta hoàn thành bộ micro rồi nhá. Micro Shure gì đây? MK2 gạch ngang S2. Các bạn ạ, MK2 gạch ngang S2 đây, MK2 này. Đó, S2 khả năng là hai chiếc, hai tay à. Ok, sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng gặp mặt các bạn nhé. Nếu các bạn muốn xem chi tiết việc sửa chữa cái bộ micro mà Shure MK2 S2 này. Có hai bệnh, một bệnh là cái tay này kêu bình thường, sóng khỏe bình thường nhưng mà mỗi lần tắt nguồn thì nó bục tiếng ra loa mà đèn lên vụt hết cỡ luôn. Còn cái tay này thì đi ra khỏi đầu thu 2m là nó mất sóng. Nó thì vậy là chúng ta đã sửa hai cái tay này, mỗi tay một bệnh khác nhau mà công việc đã hoàn thành nhá. Các bạn xem tiếp video ngay sau đây. Ok, cảm ơn các bạn. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, xin chào các bạn nhá. Đây là một bộ mic gửi đến từ Hải Dương mà không hiểu các bạn đóng gói cửa hàng hay là xách tay đến này. Không biết này các bạn này. 15 tháng 3 các bạn nhé. Các bạn xách tay như này, không hiểu quá. Úi giời. Khủng khiếp bạn ơi, ngang với cục đáy. Kinh chưa? Các bạn thấy nó hoành tráng chứ, ui vẫn to hết cỡ này. Output level. Còn cái này là gì? Headphone. À, cái này là tiếng ra. Cái này là to nhỏ micro bạn cứ để có thể. À, cái này là hai cột sóng nhá. Mỗi bên mic này hai cột sóng, hai anten này sẽ chung dùng chung anten. Ai chả con này uy tín quá các bạn ạ. Này các bạn nhìn này, dành chuyên cho sự kiện này sao này. Nhìn cái chân mic cũng dìn đẹp, mê hồn này các bạn ạ. Con này đẹp quá. Nào mình xem mic của Shure UHF model đâu. MK2 gạch ngang S2. Ai chả con này uy tín nhỉ, nhìn công tắc quấn này uy tín nhỉ. Sao cái bộ này nó đẹp thế. Nào mình vào âm thanh xem nào. Mình chả thấy bạn ấy để lại thông tin hỏng hóc cái gì. Ô, con này không có mic chung rồi. Mỗi con phone thôi các bạn ạ. Mỗi phone thôi. Vậy là mình cắm hai bên Canon vậy. Đâu hai con Canon. Ok rồi mình kết nối ra nhá. Rồi mình vào nguồn này. Trước này sử dụng nguồn auto 100 đến 220. Đây mình sẽ vào nguồn qua đèn nhá. Bộ này rất là đẹp các bạn ạ. Không biết lỗi gì đây, không thấy ghi lỗi đây gì này. Đây là không có ghi lỗi gì cả. Nào cắm qua đèn này on. Đây là 34W, kinh khủng khiếp. Bạn nhìn cái mặt nó đẹp không? Để mình quay góc gần cho các bạn xem. Đây các bạn này. Đó, nhìn nó đẹp không? Công tắc nó chống bị va vào này. Đẹp mê mẩn luôn. Bộ này như kiểu là... Rồi, có đi chuột. Xùa như này. À, đây là có hai nút. Một nút mo, một và một lút set đó. Âm ở trên
Đấy, có tiền mua những cái bộ lái dùng mới sướng này. Đây một cái chiếc áp ghen. Ô đây còn cái gì đây? Cái này tiếp địa hay gì này? Nào mình bật thử và mình chưa vào âm thanh đâu, bật thử lên xem nào. Bao đây nhá, gạt này. Úi xa, gạt này. Đang màn hình này bị ở trước quá. À, nó sóng lên này, kênh AB này. Alo, 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 rất là ok nhá. Báo pin bọn một vạch pin, tay hôm nay đã ra bật sóng tốt này. Đây này, nó có con ốc này. Đây, con này mất con ốc này. Đấy, mình lại phải bổ sung cho khách con ốc vào đây. Rất thích đi bổ sung ốc cho khách. Nào, làm đây này. On này. Sóng full này, sóng full. Alo, alo, vậy là ra cả hai kênh tiếng có đủ. Nào mình cứ giảm tạm volume đi đã. Bật sang alo, 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 alo. Alo. Ôi, tiếng tối um. Kịch quá cái tay này. Hồi quá các bạn ạ. Kinh khủng khiếp cái coi này. Sao nó hồi thế? Này kéo Covid lên. Kinh quá. Này. Các bạn ạ. Không phải làm cái nghề này. Alo đeo khẩu trang mất. Alo. Alo, 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 alo. Mấy tiếng bé các bạn nhé. Bé tí luôn. Alo. Bạn hết cỡ này. Bảo sao bạn thì cũng bạn hết cỡ lên. Nào mình thử tay bên này. Sợ quá cái mic. Hôi dã man luôn. Bởi vì coi này không tháo ra giặt được. Alo, 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 alo. Ôi, bên này bé tí luôn. Ôi giời. Để mình thử rút một kênh ra xem nào. Nếu mình cầm hai kênh nó có vấn đề không? Khả năng đấy các bạn ạ. Nào mình cho tiếng lên, biết đâu mình cắm hai kênh. Alo, 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 alo. Ồ. Rồi, vậy là cái này tiếng bé nhá. Alo, alo. Sợ quá, hồi kinh người luôn. Nó như kiểu mùi mốc mốc, cái rọ ở trên này nó bị mốc các bạn ạ. Xong bắt đầu khi mà mình alo, bắt đầu nó mới phả cái hơi mốc vào mồm. Ui dù, ui sợ luôn. Rồi, bây giờ vậy là con này tiếng bé các bạn nhá. Chúng ta đi kiểm tra tiếng bé, ok. Để mình đi mình thao máy. Rồi các bạn ơi, mình đã hỏi khách hàng rồi. Thì thực tế cái bộ này của khách là tại sao nó nhỏ là bởi vì bạn ấy vặn cái gain trên này xuống nhỏ nhất có thể. Cho nên là tiếng nó rất là nhỏ. Và bệnh của cái này là tay số 1 khi chúng ta bật lên chúng ta alo, alo, alo. Đây mình vặn lên rồi đấy, tiếng nó to được như này. Alo. Mà khi chúng ta tắt này nó có tiếng bục ra loa. Và như thế này đối với loa âm thanh của gia đình thì không sao, nếu mà loa sân khấu thì rất là mạnh các bạn nhé. Đó, đấy là tay của tiếng 1. Tay 1 này bị bệnh đấy. Còn đối với tay 2 thì nó bệnh làm sao? Nó bệnh là nó sóng chập chờn. Alo, 567. Alo. Mình bọc cái giấy cho nên tiếng nó hơi như chuông đồng nhưng mà nó đỡ mùi các bạn. Đây như kiểu là toàn mùi rán ấy. Bây giờ mình sẽ đi ra ngõ. Mình vào anten nhá, mình đi ra ngõ xem bao nhiêu mét thì bắt đầu bị ngắt tiếng nhá. Alo, alo, alo. Alo, alo. Buộc cái giấy vào nghe nó như chuông đồng. Alo, 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 những chiếc giò sẽ chợ đầy hóa phượng. Alo, 567-8910-1234-567. Rồi, 10m, 10m, có thể bắt tiếng kìa. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 9, 10, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7.
Vậy là cỡ tầm từ 7 đến 10 mét bắt đầu tiếng vập 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 rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tắt cái tay này đi. Mình sẽ set cái tay này sang tần số bên này các bạn nhé, để chúng ta test thử là sóng yếu trên tay hay là trên đầu thu sóng yếu, thu sóng kém. Nào, bật lên này. Đây mình vặn volume xuống nhá, mình tắt thử này. Ui, nó vật lên rất mạnh, nếu mà để volume là nó bật ra loa đó. Đây mình set cái tay này nhá, ở đây nó sẽ có nút set này, đâu ngoài màn hình đâu. Đây mình set cái tay này sang bên này nhá, một cái này A3 11, con này 152 A3. Rồi ok, mình set theo cái này nhá. Đây, mình set cái tay này sang bên này rồi. Bây giờ mình alo này, hello. Bây giờ mình nhỏ tiếng xuống nhá. Các bạn xem khi mình tắt thì nó có ụp lên không nhá. Đó, vẫn bị ụp, cái tay vẫn bị ụp nhá. Nên bây giờ chúng ta quan tâm đến sóng. Nào bây giờ mình lại đi 7 mét này. Alo. Xem là đầu thu yếu, tức là tay này có vấn đề rồi nhá. Về công tắc khi bật tắt nguồn là nó ụp ra rồi. Còn bây giờ cái tay này sẽ mình sẽ đi tiếp để xem sóng trên này thế nào nhá. Alo. Đặt to lên chút cho ngõ nghe này. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. 10 mét về các bạn ơi, chưa chuyện gì. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. 4 5 6 7. Alo. Đi qua một khúc cua rồi, lên đến 30 mét rồi. Alo. Không vấn đề gì. Nào mình cho đi qua 2 khúc cua rồi. Alo. Alo. 1 5 6 mét rồi, đi qua 2 khúc cua. Alo. 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 5 6 7. Vậy là bệnh trên tay nốt nhá. Đầu thu ok. Một tay thì lỗi công tắc nguồn bật, còn một tay thì bị sọc kẹt. Ok. Bây giờ chân chân tháo hai tay ra, sửa hai tay các bạn nhá. Ok. Rồi đi sửa hai tay các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, mình tháo cái tay đầu tiên, tay này là tay sóng kém này. Mình thấy ở đây có hàn cái gì đây, không biết là cái này là thợ đã modify chế cháo gì này. Tức là hàn từ một cái P101 này qua an tụ này, hàn thẳng vào trong anten này. Không biết bên kia có thế không. Anten này nó đang hàn trên cái vỉ mạch này. Đó, mình soi trên đèn thôi mà. Vỉ mạch này nó không có mạch dẫn này. Vì mạch là riêng vì mạch này nó cũng hai lớp rồi. Đó, xong rồi trên vì mạch này cũng hai lớp nữa này. Bây giờ sóng yếu. Đối với sóng yếu thì chúng ta quan tâm đến cái khuếch đại phát sóng nhá. Thì ở đây họ dùng khuếch đại phát sóng, mình xem nào. Họ dùng IC à. Dùng IC khuếch đại chứ không dùng chân lên to, hai mạch này tháo ra cũng căng đấy. Mình xem cách mình tháo ra xem nào. Có thể mình sẽ phải tách đôi mạch này ra để mình hàn rút đống này ra nhọc đấy. Xem có cái gì nó phức tạp không, nếu mà nó không phức tạp mình sẽ tháo bung hai mạch ra để chúng ta test thử nhá. Đây nó có chân pin vào đây nữa. Đúng rồi. Chân pin hàn dưới này. Nó dùng IC này khuếch đại sóng các bạn ạ. Thì nó không dùng rồi ok, bây giờ mình đầu tiên mình sẽ đi lấy máy hiện sóng này, mình đo xem sóng sánh sung siết thế nào nha các bạn nhá. Ok. Đây, các bạn này, sau một hồi tháo ra quan sát thì cái thứ nhất này
Cái thứ nhất là hai con này ở trên cái tay mà bị yếu nhá, thì con này là bị xoay ngược, có nghĩa là con này là con đưa anten ra, thì cái chân mát của nó đáng nhẽ phải hàn về bên này thì không hiểu sao nó lại quay ngược lại, mát hàn về bên này, và cái tín hiệu anten ra từ đây đẩy ra thì lại đi vào cái chân mát, còn cái chân chính của nó thì lại chạy sang bên mát này. Đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chiếc áp này nó chỉnh này. Đối với cái mạch tốt này thì cái chân thứ hai của Thạch Anh dao động này nó không có xung, mà chân thứ nhất có xung. Nhưng mà khi con chiếc áp này chỉnh thì chân thứ nhất này có xung và chân thứ hai này cũng có xung. Và mình đã chỉnh trở lại nó cho nó về mặc định rồi. Tại sao mình phải tách mạch ra như này để mình kiểm tra? Bởi vì các bạn nhìn trên này này, toàn bộ nó chỉ có IC, hộp sóng, hộp anten và điện trở và tụ điện các bạn ạ. Tụ điện mình đo tất cả, đến mức mà mình còn đo so sánh hai bên, đó, đo so sánh nội trở hai bên để mà chúng ta tìm ra cái vị trí hư hỏng, còn không tìm ra được. Và cuối cùng mình phải tách như này. Cái mạch này nó có cái lợi thế là nó tách được như này. Chứ còn nếu mà không tách được thì chúng ta lại phải đi tháo cái đống này ra. Mà đống này nó lại oái oăm này. Các bạn nhìn này, mình đang tháo thử một cái này. Các bạn thấy nó mạch in, nó lại in từ đây ra đây luôn này. Đó, nó lại vòng như thế. Thành ra là mình nhìn thấy nghe có vẻ bắt đầu khoai khoai rồi, không tháo được rồi. Và mình chơi kiểu tách như này. May quá là về mặt thiết kế này nó có tách được các bạn này. Nó tách được, thành ra là mình tiếp cận được mặt sau. Nào, chúng ta đây test thử xem. Lúc nãy là mình có mang vỉ đi, mình để ra xem là từ đây ra kia nó khoảng 5 mét các bạn ạ. Nó bắt đầu mất hết sóng luôn, mất sạch xanh sóng, tức là hai cái cột sóng, hai cái cột đèn này này nó mất sạch luôn đó. Và bây giờ mình thử để ra đúng vị trí đó xem là thế nào nhá. Nào, bây giờ mình bật nhá. Đây các bạn nhìn sóng phun cả hai kênh luôn này. Nào bây giờ mình sẽ mang đi, các bạn để ý giúp mình nhá. Mình sẽ mang đi 10 mét luôn này. Lúc nãy chúng ta test con mày tay này đi xa 50 mét, bắt đầu 40 mét bắt đầu nó mới chập chờn qua một khúc cua đấy, các bạn thấy không, 10 mét rồi mà nó vẫn còn 4 vạch này. À, bây giờ mình sẽ đặt cái mạch này cùng kênh nhá, mình đang xét cùng kênh đấy, mình sẽ mang mạch này đi đặt đúng vào vị trí của cái mạch kia. À, đấy các bạn này, nó phun sóng kia mà mình xét cùng kênh mà. Xong rồi bây giờ mình tắt tay kia đi, xem mạch này với cả mạch kia đặt đúng vị trí xem nó thế nào nhá. Đây mình tắt tay này như này. Đấy tay này vẫn đang bị tình trạng bật tắt là nó bục ra này các bạn này. Đây nhá, tắt này, đại bục, mình chưa sửa cái tay bục này. Đây vậy là 4 vạch nhá, 4 đèn các bạn nhá. Rồi, nó 4 đèn. Bây giờ mình sẽ bật tay này lên này, phun sóng này, mình mang đi này. Đó các bạn thấy không, tay kia nó có hơn một chút này, đấy cũng 4 đèn này. Đấy, đấy bên này nó còn 3 đèn, nó còn kém hơn này. Đây cái tay này là anten tốt nhá. Đấy, nó bắt kênh B tốt này, đấy. Các bạn thấy không? Đó, vậy là ok rồi nhá, hoàn thành rồi nhá. Vậy là cái tay sóng kém là đã, chúng ta đã thành công. Bây giờ còn cái tay này. còn cái tay đang bật kia. Cái tay đang bật ở kia, cái tay anten hồng ấy là nó bị tình trạng là khi chúng ta tắt là nó bục ra loa. Đấy mình nghiên cứu lốt cái đấy xem nó là lý do làm sao. Ok.
Đây các bạn, cái tay mà anten nó bị hỏng đây. Thì con tay này thì đang bị cái tình trạng là đây, mình bật nguồn lên này, nó phun sóng nhá. Mình tắt đi nó. Các bạn để ý đèn này. Đó, tức là nháy một cách là uịch phát ra loa. Cho nên là khi mà chúng ta mở volume lên thì nó uịch rất là to. Đây, để mình vặn volume lên cho loa ra nhá. Mình bật loa lên xong rồi chúng ta cho các bạn nghe uịch một cái. Hình như lúc đầu tiên mình test máy đã uịch rồi hay sao ấy. Nào đây nhá, bật tắt đây. Đó các bạn thấy không? Úp như thế. Cho nên là nếu mà các bạn vặn, đây mình vặn nhỏ chứ mình mà vặn to mà nó úp ra thì lúc đấy là tiếng vỡ trời luôn. Nếu mà cái máy này mà cái bộ này là bạn ý mua lại của một bên đơn vị sự kiện, bạn ý mua 15 triệu cái bộ mic này, và khả năng là nó bị cái lỗi này cho nên là người ta bỏ. Các bạn ạ, khả năng bị lỗi này. Bộ này mà mua thì có mấy trăm triệu ấy các bạn này, không phải rẻ tí nào. Nhưng mà một tay thì bị tình trạng bật tắt thì nó ụp, còn một tay thì sóng kém. Chẳng ra là mình đã thấy thợ sửa rồi, thợ câu nát bát nhè rồi, nhưng mà khả năng không tìm ra. Ở đây nó có một cái sắt cong cong này để nó tì vào cái này này, nhưng mà thợ đã không, chắc là không biết cách tháo. Thợ đã hàn bung cái sắt móc của họ này. Yeah, bùng này. Và họ câu một cái câu lấu sang và để cho nó chắc chắn. Thì bởi vì cái này nó thật, nó cố định như thế này thì mình sẽ hàn cố định luôn vào các bạn ạ, chứ mình không phải để tiếp xúc như thế này. Cái này khi nó lắp vào nó sẽ tì tiếp xúc này thôi. Tiếp mát đấy các bạn ạ. Đó, nhưng mà mình sẽ lắp, mình sẽ hàn cố định luôn cái câu vào. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục đi sửa cái tay này, nó bị ụp ra loa nhá. Về mặt đo đạc, điện áp các thứ, mình đo tất cả chân IC, tất cả chân của hộp kênh, tất cả chân của những con xung quanh này. Về mặt điện áp, tất cả không sao cả. Bây giờ chỉ còn là vì sao mà nó ục thôi. Tức là sẽ có một con linh kiện nào nữa nó bị hư hỏng, nó dẫn đến tiếng ục loa. Đấy, tiếp tục đi tìm trong cái mớ linh kiện này, phải tìm ra được một con hư hỏng các bạn ạ. Và về nguyên tắc thì khi mà chúng ta tắt nguồn thì IC driver nó phải ngắt cái nguồn âm thanh trước, tức là nguồn âm thanh đầu sau, tức là ngắt phát sóng trước, để làm sao để cái tiếng mà khi mà sung ở đây nó chạy về đây thì nó phải không được phát về âm thanh đó. Cho nên là đầu tiên là nó phải phát ngắt phát sóng trước. Nhưng mà khi chúng ta tắt ở đây mà nó lại không ngắt phát sóng trước thì cái bên này là nó vẫn đưa xung qua được sóng, một chuỗi sóng, một chuỗi xung. Chính vì thế nó ục ra loa. Bây giờ mình đang sẽ tìm hiểu xem cái từ bắt đầu từ công tắc nguồn này. IC driver của nó thì kinh khủng khiếp đấy các bạn ạ. Nó to từ đùng nghe. Cho nên các bạn để mà tìm hiểu IC này. Ở trên con 517 này, máy này nó không dùng 571 mà nó dùng con 575. Đúng không? Xem lại đúng không? Đúng rồi, 575 các bạn ạ. Dùng con 575 không phải 571. Để nó tạo xung sóng mang. Thì lúc nãy mình có câu thử tụ để cho nó làm sao để nó lưu lâu một chút, để cho cái mạch này nó mất nguồn thì mạch này nó vẫn còn nguồn để nó lưu bút đi, lưu điện trên này để nó không bị nó không bị ngắt nguồn, để nó không bị ục ra loa. Mình đã thử nhưng mà mình mới đang thử với 100W thôi. Khả năng là mình sẽ thử bằng một con to hơn xem là thế nào, tức là để cho nó ngắt nguồn chậm hơn bên này một chút, xem nó có ảnh hưởng gì không. Và cái tiếp theo là mình quan tâm đến những cái con mà ba chân này này. Con ba chân này là những cái con liên quan đến tắt bật nguồn các bạn ạ. Đó. Ở công tắc này nó sẽ có một cái đường là tắt trực tiếp từ pin. Đây nó có đường, đây pin đây. Đây pin đây nhé, chân pin đây nhé.
nó chạy vào công tắc và một đường tắt trực tiếp đó. Khi chúng ta bật vào đây là nó đóng hai chân này lại, là nó dẫn đi đâu, đó là một cái nhá. Đây qua quận L này chạy lên tiếp này, nó chạy lên trên một con chan ở dưới gậm này, lơ mơ là chúng ta phải móc dưới gậm này là còn mệt nữa các bạn ạ. Nếu mà cái tay này mà bắt buộc phải móc dưới gậm là bắt buộc phải khò cái tay ra này. Đây này, nó chạy lên con chan dưới gậm này. Đó, đấy là một cái switch trực tiếp. Cái đấy là mình quan ngại nhất. Còn một cái switch gián tiếp, tức là một cái để bật đây, cái switch thứ hai này. Khi chúng ta bật sang đây thì nó chập cái chân thứ hai vào. Thì chân này nó sẽ chạy lên trên mạch trên này. Nó chạy qua trên này, nó chạy đi đây cơ. Điều khiển trên này, điều khiển vào chân IC driver. Khả năng là mình kiểm tra đầu tiên là cũng phải kiểm tra xem cái công tắc này tiếp xúc có tốt không. Đó, nếu mà biết đâu nó là hai công tắc nhưng mà nó lại tiếp xúc có một bên thì sao? Hoặc là nó tiếp xúc không tốt của một bên. Nó như kiểu nó tạo ra cái mô ve trên công tắc, nó cũng tạo tiếng ục chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình đi mình nghiên cứu cái tắt ục này nữa nhá. Ok các bạn. Đây, các bạn ơi, tại sao mình đề cập đến tụ? Là bởi vì mình áp dụng theo cái mạch này này. Đó, ở trên này nó cũng có con 571, xem nào, 575 không? À, con này xóa số các bạn ạ. Về mặt cơ bản là nó giống con này nhé. Nhà cơ bản, và nó sử dụng một con tụ to đùng 1000 mi. Tại sao mình đề cập đến tụ là vì thế. 1000 mi để làm sao nó lưu cái điện áp dung lượng tận 1000, lưu cái điện áp rất là lâu để nó cho mạch âm thanh cắt chậm hơn. Giờ điện áp rơi trên con tụ này sẽ xả ra, phóng ra khi chúng ta ngắt nguồn của mạch xung này, chúng ta ngắt nguồn mạch này, và khi ngắt nguồn chỉ để cho là sóng âm thanh sẽ ngắt nguồn chậm hơn đó, thì nó sẽ không bị ục ra loa. Đây là một cách đơn giản để áp dụng. Bây giờ mình test thử nhé, xem có được không. Đầu tiên là mình sẽ phải làm cách này trước, sau đó bắt đầu chúng ta đi, chúng ta kiểm tra những cái gì liên quan đến nguồn. Mình đoán là cái này là do nguồn thôi, mạch bút nguồn, mạch driver điều khiển. Cái ông driver mà ông ấy tắt nguồn không đúng như kiểu là quản lý nguồn trên hệ thống âm thanh của chúng ta ấy. Tắt nhưng mà quản lý nguồn nó tắt không đúng nhịp là nó sẽ ục ra loa. Đấy, kiểu như thế. Cho nên bây giờ mình sẽ câu thử một con này vào để xem là mình tăng cái thời gian lưu điện trên hệ thống âm thanh. Tức là một cái chân ở đây là nó thông với tất cả các con trên này tắt. Nên đây nhá, đo cho các bạn xem. Đây mình đo chân dương này. Chân dương này thông với chân số 8 của 4558 này. Cái này nó không dùng 4558 nhưng mà nó tương tự, đều mạch quyết đoạn tương tự và thông với các chân của con này. Đó, vậy là cái chân dương tụ. Và đây là mát tụ này. Mát tụ thông với cái mát. Đó, vậy là bây giờ mình sẽ bật lên để nó lưu điện, xong chúng ta xem thử xem có được không nhé. Đây là giải pháp khi mà chúng ta không tìm được linh kiện hư hỏng thì chúng ta sẽ dùng giải pháp này. Nào, bây giờ mình bật lên nhá. Đây là một cách chế cháo các bạn ạ. Không biết có được không, hy vọng là được. Để chúng ta có một cái, đây là mình bắt chiếc trên cái vỉ mic này nhá, bắt chiếc trên cái vỉ mic này, là người ta làm cơ chế như vậy. Nào, bây giờ mình tắt này. Nếu mà tắt mà nó vẫn bị thì chứng tỏ là nó chưa hẳn, nó đang nằm ở khối nguồn các bạn ạ. Nào, tắt rồi. Đó, vẫn bị các bạn nhé. Vậy là chưa hẳn nó nằm khối nguồn, lơ mơ nó nằm khối khuếch đại sóng. Lơ mơ nằm ở khuếch đại sóng, chứ không nằm ở khối nguồn. À, khi chúng ta lưu điện áp trên này là điện áp nó vẫn còn. Này, tắt rồi. Đó. Tắt phát là nó bị nào. Mình thử xem nguồn công suất trên tụ này. Cái này mình sẽ dùng đồng hồ kim mình đo. Và mạch này nó đang bút 5V các bạn ạ. Nào, mình xem nguồn trên này. Khi chúng ta tắt sáng quá nhỉ.
chứ chúng ta tắt thì nó phải nó còn lưu nguồn trên 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 đài không. Đây mình đang bật âm ly rồi đấy, cho nó ục một cái xem sao nào. Mình đo trên đây nhá, các bạn thấy lambo không, mình tắt đây đó, các bạn thấy nó sao đó, tức là nó vẫn còn nguồn mà nó vẫn bị nhá. Vậy là nó không nằm ở mạch âm thanh các bạn nhé. À đúng rồi, không nằm ở mạch âm thanh mà nó nằm ở mạch khác, mạch hộp kênh này chẳng hạn. Rồi bây giờ mình đi mình tìm kiểm tra xong rồi mình view tiếp tục cho các bạn linh kiện nào không. Cái tay này xong rồi, ok các bạn ơi, đây là một trong những điều mình nghi ngại nhất này, bởi vì mình áp dụng trên những cái tay xua UX8, UX9 và các cái tay xua đây, con chiết áp và nhất là con BBS nó hay có con chiết áp này. Hiện tại đây mình đang thấy con chiết áp là bị thay này, con này là bị thay là 10K 103 10K, nhưng mà trên này mã số của nó là 503. Đây bây giờ mình tháo thử nhá, mình tháo thử con này là con kêu ấy, con kia là con 10K này. Nào, con này là 503, để xem nhá. Con ục ịch này sao thay 503 vào đây, đúng cái con mà mình nghi ngờ nhất, mình lao vào đầu tiên, nó có sự sai khác. Nào, nó thử đo con này xem bao nhiêu cá nhé. À, con của mạch kia là 10K, mình phải tháo mạch zin của nó ra xem thế nào. Và về con này này, mình thấy ghi là 503, không biết nó có phải 50K không. Bốn k rưỡi, có tức là có 5K chứ không phải 4K rưỡi thôi các bạn ạ, chứ không phải là đây con này của nó này, con mạch không kêu này. Mà bởi vì tại sao mình đo điện áp xung, tức là mình đo xung đầu ra cái tay đây này, 10K các bạn thấy không? Mình đo xung ở cái tay này nó ra xung rất là mạnh, mà mặc dù mình vặn về min hết rồi mà nó vẫn ra. Như con này nếu mà vặn về min là nó 400 mini xung, điện áp xung là 400 mini, nhưng con này vặn về min nó vẫn ra 600-700 luôn các bạn ạ. Cho nên là khả năng là mình thay con này bằng 10K, trả nó về đúng cái như chuẩn như con kia các bạn ạ. Cái xung mà gọi là sóng mang đấy các bạn, cái sóng mang nó khi mà chúng ta quá lạm dụng thì nó phát ra rất là mạnh các bạn ạ. Và bây giờ đằng nào mình cũng nhổ ra rồi thì mình sẽ thay cho khách hai con 10K luôn. Đây là mình có cái chế đa 50 này, thay hai con 10K lên luôn, bởi vì chế đáp khó khác các thứ rồi thì nó không còn ổn. Mình sẽ thay một đôi luôn là 10K nhá, 10K ôm này. Đó rồi, bây giờ mình đi mình nắp vào thử xem nào. Cái quan trọng nó là phải được hay không được, chứ còn bạn có thay chiết áp xong mà nó vẫn không được thì cũng chả giải quyết gì. Đấy, chính đích xác là thế các bạn ạ. Nào mình đi mình hàn nhá. Nào, chúng ta test thử rồi. Đây mình thay mình nắp con mạch không ấy vào này. Nào bây giờ chúng ta xem cái trên hiển thị nhá. Chắc chắn nó sẽ giảm đi. Nào, bây giờ mình ngoài nó về chế độ khoảng tầm 300mm này. Rồi, bây giờ mình tắt nhá, các bạn xem này. Đó, vậy là nó nháy rất là ít. Có nháy nhưng nháy rất là ít các bạn nhá. Nào, này, tắt này. Đó, các bạn thấy không? Gần như là không nháy nhá. À, chỉ có hai cái đèn cuối cùng là nó nháy thôi. Này. Đó, các bạn thấy không? Vậy là một cái chiết áp nó quyết định khá nhiều thứ nhá. Và bây giờ để cho nó an tâm hơn thì mình sẽ tăng nó lên một chút. Đây đã thấy mình đo xung như các bạn xem. Chúng ta phải đo nó vào khoảng 300.
300 mini thì lúc đấy là nó hoạt động nó mới ok được. Đây mình cặp vào mát trên pin này. Đó, mình on nó lên đã này. Mình đo tại chân da của chiếc áp luôn này. Đây nó đang là 380. Xung đang 380. ba bảy sáu đó. Đây mình sẽ chỉnh cho nó min nhất có thể xem nó là bao nhiêu nhá. Tăng lên này, min nhất này 314. Đấy các bạn nhìn thấy sóng mang kèm sóng âm thanh nhá. Đây là sóng mang này. Đấy, vậy là nhỏ nhất của nó 288. Đây các bạn nhìn nó run này. Cái run này. Đó, run của sóng mang này. Đó. Đó, cái này chúng ta phải chỉnh lên 300 này. 350 đi. Khi lúc này, cái này mà càng tham thì nó sẽ càng ục ra loa. Các bạn nhớ, khi chúng ta tắt nó càng ục ra loa. Thế nên chúng ta đừng phải tham. Khi chúng ta điều chỉnh nó sẽ đây mình cho 350. Rồi, 353 được đi. Rồi, đấy là đo xung. Về mặt xung nó là vậy. Đây mình xuống đây mình ra tắt nhé. Xem tắt thử nhé. Nào, công tắc switch đây. Để tắt này. Các bạn nhìn nha. Để led này, tắt này. Đấy các bạn thấy rất ít đúng không ạ? Nó có ục nhưng mà rất ít. Đó. Tắt. Để một lúc xem nào. Tắt. Đấy nó chỉ hai đèn ở cuối này thôi. Đừng tham cái đấy mà thay sai chiếc app nó đã là sai rồi các bạn nhé. Và bây giờ là mình thay chiếc áp về 10k đúng với cái mạch kia thì nó đã đỡ đi rất nhiều rồi. Và mình sẽ không dừng lại ở đây và mình sẽ tìm hiểu tiếp xem nó còn cái gì nó bị sai khác không, cái gì mà nó dẫn đến ục loa tiếp không. Ok các bạn, mình tiếp tục đi tìm hiểu tiếp. Rồi các bạn ơi, sau mất một thời gian khá là lâu để kiểm tra thì mình đã xử lý xong cái vụ tắt này. Đây là cái tay mà đuôi hỏng này, ục ra loa này. Đây mình bật cho các bạn xem này. Đây sóng nó nhận bên này nhá. Ở đây mình tắt nhá. Đó, hết nha các bạn nhá. Bệnh thì nó cũng không có gì là phức tạp đối với người biết sửa các bạn ạ. Cho nên là mình đã sửa ok rồi. Bây giờ mình đi lắp vào thôi. Còn cái này sóng kém thì mình cũng đã xử lý ok rồi. Bây giờ đi hàn lại cái chân này cho khách thôi. Rồi, đi lắp trở lại nhé các bạn nhé. Rồi, mình hàn cái đuôi này lại cho nó chắc chắn này. Chứ mình không để tiếp xúc như kia. Bởi vì cái kia nó còn có đàn hồi thì nó sẽ tiếp xúc được, nhưng cái này không đàn hồi. Và mình đi lắp vào. Bệnh nó cũng không đến nỗi là quá phức tạp. Bệnh không có gì phức tạp. Chỉ là mất thời gian này đúng không? Mất chút thời gian cả thôi. Ngày đúng không? Bộ này cả ngày đấy hả? Mất cả ngày luôn. Rồi khi cho. Rồi đến đoạn này mình hỗ trợ khách này. Cái này khách quần băng dính các bạn này. Băng dính này. Đó, nó gãy đuôi này. Mình sẽ sử dụng ống khò nhiệt nhé. Cái này nó như kiểu nó đó, ống khò nhiệt ấn vào đây và khò lại cho nó màu đỏ để phân biệt tay luôn các bạn ạ. Có ống khò đen nhưng mà khò lấy hai tầng
cho màu đỏ vào cho nó khó hai tầng hai lớp cho nó chắc. Bọn này dán keo rồi đấy nhưng mà nhìn thấy có cả keo đấy nhưng mà đảm bảo cái đuôi chuột nó thòi ra cho nên là va cái là vỡ. Đuôi chuột này của nó rất là dẻo mà vỡ được. Vỏ rơi đấy. Khó đấy, bọn này khó đấy. Cây bảy. Đó. Beta thì nó không bị bong. Tôi biết ngay ông nói mic, tôi biết ngay dòng beta nó mới đắt. Dòng beta là đắt mà dòng chuyên sự kiện đặt lòi. Dòng này chuyên ca sĩ hát trên sân khấu đây ạ, các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy ruột gan máy các bạn biết này, chất lư luôn. Đấy, mình sẽ cho vào như này. Đảm bảo không tụt. Rồi lại có màu đỏ ấy. Lại là nào. Coi đâu rồi. Khả năng thằng này nó mới ok, vào pin chúng ta test lại lần cuối trước khi đóng máy các bạn nhé. Bệnh thì máy này chả có gì nó phức tạp. À, nó lâu và lâu cái thời gian chúng ta đi dò bệnh thôi. À, trong một đống linh kiện như kiểu là một... tìm ra được cái linh kiện hỏng nó là một cái... Ồ, đâu cuối ta? Đây à? Ồ, đây cuối. Rồi. Nào, mình bật âm thanh lên chúng ta test thử nhé. Alo, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là mic bên trái này. Đây các bạn nhìn nhá, bây giờ mình tắt mic này. Đó, em du. Nào, em mic bên phải này. On này, mic này là mic bị sóng kém này. Rồi, vừa phải chạy đi sạc pin xong rồi mình quay tiếp video các bạn ạ. Hết pin các bạn ạ. Nào mình thử mic bên phải này. À, cái tay đen này sẽ mình lắp cho bên phải này. Alo, 567. Alo. Alo. Bật tay lại phát. Alo, 567. Lúc máy gửi đến lý do vì sao là nó nhỏ tí là bởi vì là khách báo là vặn cái gain ở trên này xuống, vặn tịt luôn cái gain ở trên này xuống cho nên là tiếng nó tối các bạn ạ. Và mình đã chỉnh cái gain này lên để chúng ta có thể test thử máy. Rồi, bây giờ tiếng ok rồi. Alo, 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 567, alo, 67, alo, 67. Và bây giờ mình tắt thử từng đây nhá. Nè, tắt này. Đó, êm ru. Làm tắt tay thứ hai này. Đó, êm ru. Vậy là chúng ta hoàn thành bộ micro rồi nhá. Micro Shure gì này? MK2 gạch ngang S2. Các bạn ạ, MK2 gạch ngang S2 đây, MK2 này. Đó, S2 khả năng là hai chiếc, hai tay à. Ok, sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng cảm ơn các bạn nhé.